Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán giả tập 8 và cũng là tập kết thúc của tiểu thuyết trinh thám phản gián Hoa Hồng Trắng của tác giả Nguyễn Sơn Tùng. Chương 25 Những Chuyện Bất Ngờ Sáng hôm nay, Bảo Trung Tân Hành ra ga để tiễn chân các sĩ quan huấn luyện và học sinh của trường đi thực tập đến giây phút cuối cùng, anh mới nhận được tin của ban giám đốc về việc di chuyển xuống miền biển lần này. Trong số sĩ quan ở lại có giám đốc Obay, Mitsen và anh, còn hầu hết phải theo đơn vị đi thực tập. Khi đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh, bảo trung giơ tay vẫy các sĩ quan trên tàu. Anh còn nhìn thấy toán trưởng Trần Giang nhìn anh đầy vẻ cương quyết tự tin. Trong ánh mắt hai người lộ nhiều hứa hẹn. Anh đặt nhiều hy vọng vào người thanh niên dũng cảm ấy. Đoàn tàu vừa đi khỏi, anh còn mãi nhìn theo chiếc toa bọc sắt cuối cùng thì có mở bàn tay vỗ mạnh vào vai anh. Anh quay lại thấy Mitchell. Hắn nhìn anh soi mói. Trung ý, chúng ta về thôi chứ. Anh bình thản đáp. Rất tiếc tôi không được xuống biển với các học viên. Ngài đừng lo, còn rất nhiều cơ hội mạo hiểm cần đến chúng ta. Rồi đột nhiên Mitchell hỏi, theo ý ngài thì chuyến đi này có được an toàn không? Bà chúng trả lời để lấy lòng hắn. Tôi cho rằng với tài tổ chức của ngài, chuyến đi chắc chắn phải an toàn. Không những an toàn mà còn làm cho Việt Minh bị một ven cột hứng là đảng khác. Hắn tự phụ nói tiếp. Trước con mắt của tôi, bí mật của bất cứ kẻ nào cũng phải lộ ra hết. Ngài quả là một nhà trinh thám đại tài. Anh nói vậy để Michel càng đắc chí Anh nghĩ thầm. Mày cũng chỉ là một thằng mù mà thôi. Nhận được mật điện từ nội thành gửi ra. Ban chỉ huy mặt trận đã lệnh cho các đơn vị sẽ đánh tàu phải sẵn sàng chiến đấu. Trung đội miền của Lê Dũng sẽ làm chủ công, phối hợp với đại đội chủ lực mạnh nhất bố trí ở quãng đường chính. Một số đơn vị khác làm nhiệm vụ yểm hộ, khống chế quân tiếp viện từ các vị trí của địch kéo đến. Vì điều kiện chiến đấu giữa ban ngày và trong vùng địch hậu nên công tác chuẩn bị gặp nhiều khó khăn. Muốn đảm bảo bí mật, phải làm tốt công tác chính trị với nhân dân địa phương. Tất cả đã chuẩn bị chu đáo. Trung đội miền đã làm xong công sự hầm bí mật. Đại đội chủ lực chia làm 3 đơn vị bố trí giải rác quanh khu vực đánh miền. Từ sau ngày tiểu đội phó tại đảo ngũ, đi điểm đánh mì được bảo đảm hết sức bí mật, địch không thể ngờ được. Mở sáng, nhân dân địa phương đã sơ tán theo kế hoạch. Nói chung, bí mật được đảm bảo đến tận giây phút cuối cùng. Khoảng 8 giờ trên tắp canh đầu thôn, chiến sĩ thông tin báo hiệu cho dù kích biết có một chuyến tàu từ Hà Nội xuống sắp đến nơi còn cách khoảng chừng hai cây số nữa. Những chiến sĩ phụ trách mìn sẵn sàng chờ lệnh. Tim mọi người đập mạnh, chỉ khẽ ấn nút điện là đoàn tàu sẽ vỡ tan từng mảng tiếng rầm rầm to dần. Bánh sắt nghiến trên đường rền rĩ, 500 thước, 400 thước, khoảng cách rút ngắn dần. Bỗng có lệnh ngừng vì đó là một chuyến tàu chở khách. Chuyến tàu này mọi khi đến đây phải 10 giờ, nhưng hôm nay không hiểu sao nó lại chạy sớm hơn những mấy tiếng đồng hồ. Đoàn tàu băng qua khu vực mìn, xuôi xuống hải phòng an toàn, từ các hầm chiến đấu. Các chiến sĩ dán mắt nhìn theo, lầm bầm. Thật phúc nha, suýt nữa thì tan xác Chừng nửa giờ sau, trên trạm lại báo có một chiếc xe gòn sắp bò tới. Các chiến sĩ được lệnh theo dõi. Chiếc xe gòn kiểm tra lần này khác với những chiếc trước. Nó giống một chiếc ô tô chở khách, có mùi sắt che kín mít, xung quanh gắn súng máy và đang tiến vào trận địa một cách thận trọng. Lần đầu tiên các chiến sĩ trông thấy chiếc xe nạ mắt, tiếng động cơ rất nhẹ. Đến cách chỗ quả mìn thứ nhất, chừng 10 thước thì bỗng nó dừng lại. Các chiến sĩ lo lắng. Nó có máy dò mìn và đã phát hiện ra rồi chăng? Nhưng không, nó lại tiếp tục đi. Mọi người thấy nó đàng hoàng chạy qua trận địa. 15 phút sau, có lệnh chuẩn bị chiến đấu. Các chiến sĩ phấn khởi. Trạm vòng tiếp báo cáo về, có một đoàn tàu bọc sắt đang tiến đến. Tiếng động cơ rầm rầm nặng nề nghe to dần. Bánh nghiến trên đường dây giận cả người. Đoàn tàu bọc sắt lừa lừa tiến vào trận địa phục kích 600 thước. 500 thước rồi 400 thước. Khi sắp lọt vào tầm súng của đại đội chủ lực thì đột nhiên nó dừng lại. Lộ rồi, các chiến sĩ lo lắng theo dõi bỗng mọi người kinh ngạc từ các toa bọc sắt nhảy xuống toàn lính âu phi những tên da đen rạch mặt dữ tợn tay cấp tiểu liên tôm sơn chúng hùng hồ dàn tình hình gọng kìm xông tới ba vây khu vực bố trí đại đội trưởng du kích nghiến răng bực tức anh bỗng văng tục mẹ kiếp bị lộ rồi địch đã tiến đến gần lũy tre thưa chỉ còn cách chừng 50 thước chúng chủ quan coi thường du kích không rè súng từ các bờ tre bắt đầu nổ gian. Những khẩu súng máy bắn chéo cánh xẻ quét gục những tên sưng vào đầu tiên. Bị đánh bất ngờ, bọn chúng hốt hoảng chạy tán loạn. Những đứa bạo gan tìm địa điểm nấp rồi bắn trả lại loạn xạ. Từ trên xe bọc thép, súng cối của địch nã xuống làng như giã gạo. Giờ phút gay gò đã đến. Các đơn vị được lệnh xung phong, tiếng hô vang dội. Dù kích cắp súng vượt qua công sự lao đến, bọn giặc chỉ còn khả năng mạnh ai nấy chạy. Trên tàu khẩu đại liên của địch nhà đạn như mưa, để yểm hộ cho quân rút lui, bọn Âu Phi chen chúc nhau nhảy lên toa. Súng máy du kích quét theo những đoàn tàu đã chuyển bánh trở lui, bỏ lại một số xác chết và một tên đàn đen không kịp nhảy lên tàu. Các ngả đường súng cũng nổ gian, chặn quân địch ở các nơi đến yểm hộ. Đại đội chủ lực được lệnh thu dọn chiến trường. Các đơn vị khẩn trương xóa bỏ các dấu vết rồi rút lui về địa điểm đã định. Sau 30 phút chiến đấu, du kích đã đánh đuổi toàn tàu bọc sắt, bắt sống mấy tên tù binh. Thu hơn chục khẩu súng, nhưng nhiệm vụ chính là tiêu diệt đoàn tàu biệt kích không hoàn thành không hiểu sao địch lại thay đổi kế hoạch vận chuyển ngồi trong toa tàu bọc sắt trần giang suy tính đến những công việc sắp tới anh thẩm phục bảo trung đã thu xếp một cách tài tình anh chỉ còn một nhiệm vụ là sau khi làm ám hiệu đoàn tàu lọt vào trận địa phục kích là anh sẽ tự tìm cách thoát thân anh đưa mắt nhìn qua cửa sổ đoàn tàu đang rầm rập chạy qua cầu thành phố lùi dần về phía sau không khí ồn ào hỗn độn đã qua chỉ còn thấy trước mặt nước trắng xóa đang cuồn cuộn chảy về xuôi qua bãi cát giữa sông tàu băng qua cầu và tới ga gia lâm thì có lệnh dừng lại tại sao lại đỗ ở đây có phải tàu chở khách đâu trần giang mở cửa sổ nhìn ra bỗng có lệnh truyền xuống tất cả mọi người đều phải xuống tàu và mang theo hành lý trần giang giật mình ngơ ngơ ngác ngác anh nhìn bọn biệt kích trong toán tất cả đều ngạc nhiên như anh tiếng loa lại ra giả thúc các địa viên xuống tàu mau như cái máy họ làm theo răm rắp khi các điệp viên đã xuống hết, Trần Giang nhìn thấy hai đại đội Âu Phi chờ sẵn ở ga đang được lệnh rút lên tàu. Thế là có hoán vị. Trường biệt kích được lệnh lên ô tô, Trần Giang hoang mang, anh lên xe cùng với toán của mình. Đoàn xe mở máy nối đuôi nhau chạy thẳng tới sân bay. Bọn biệt kích thì thấy làm thú vị được đi máy bay xuống biển. Nhưng Trần Giang rất buồn bực vì kế hoạch của mình bị vỡ. Tội pháp quả là xào trá, anh lo ngại vô cùng. Rất có thể bị lộ rồi, làm thế nào bây giờ? Xe đã tới sân bay, tất cả địa viên đều được lệnh bỏ lại những thứ không cần thiết, mọi người chỉ được phép mang theo 5 cân hành lý. Trần Giang buồn giàu, buộc phải làm theo mệnh lệnh. Anh không quên giấu kỹ hai quả mìn nhỏ tối tân vào trong túi áo. Một hồi còi tập hợp vang lên, đại đội biệt kích tập trung ở sân bay. Đại tá các bằng chế thay mặt bộ tham mưu ra huấn thị, căn dặn học viên chịu khó học tập và chúc họ đạt nhiều kết quả. Tiếp theo, một đại úy hiến binh lên phát biểu vài điều cần thiết trong việc di chuyển đi thực tập sau đó có lệnh kiểm tra hành lý ai nấy đều phải để ba lô ra trước mặt một đại đội hiến binh làm nhiệm vụ lục soát đồ dùng của họ một tên hiến binh đến trước mặt Trần Giang sau khi khám ba lô xong nhìn thấy túi ngực của anh căng phòng. hắn có vẻ nghi ngờ liền giơ tay định nắn thật nguy hiểm cho anh nếu như chúng khám thấy mình ở trong người không hốt hoảng Trần Giang vội thò tay vào túi rút một gói giấy chỉ cho tên hiến binh xem tên này nhìn qua rồi mỉm cười ô oh, mang nhiều sô cô la thế công việc khám xét đã xong bốn chiếc máy bay từ sân bò ra đỗ trước mặt tụi biệt kích một chiếc dakota loại lớn sẵn sàng đón các sĩ quan huấn luyện bước lên có lệnh tập trung các toán trưởng biệt kích và đội trưởng chỉ huy các đơn vị lên chiếc máy bay lớn nhất để nhận huấn thị cuối cùng người ta xếp cả trung đội của trần giang lên chiếc máy bay chở sĩ quan và cố vấn của nhà trường đoàn máy bay bắt đầu cất cánh chúng bay theo đội hình chữ a chiếc máy bay chỉ huy bay ở giữa đã gần 10 phút trôi qua, ngồi trên máy bay, Trần Giang đang suy nghĩ đến những nhiệm vụ mình sẽ phải làm. Làm cách nào bây giờ? Kế hoạch đã có sự thay đổi bất ngờ, và Trăng đã bị lộ, và chúng đang theo dõi mình. Không, nếu vậy thì chúng bắt mình rồi, chứ chẳng để cho mình ngồi đàng hoàng ở đây. Trần Giang suy nghĩ đến hai quả mìn trong túi mà Bảo Trung đã trao cho anh để hành động trong những điều kiện hạn hữu. Anh tính toán đến những nhân mạng ngồi trên chiếc máy bay này. Tất cả những tên đầu sò huấn luyện trong nhà trường và một trung đội ác ôn nhất. Trong đó có cả anh. Ta sẽ làm gì bây giờ? Hình ảnh những người thân yêu lại thoáng hiện lên trong trí nhớ. Các đồng chí du kích, các bạn chiến đấu trong lòng địch, các ngành chị em ở hậu phương, trạm quân y và người nữ y tá mến thương. Tất cả đang tin tưởng ở anh. Anh phải làm gì để xứng đáng với lòng tin yêu ấy? Đành bỏ giờ kế hoạch trắng. Người cộng sản rất yêu quý cuộc sống nhưng không sợ chết. Chính vì yêu cuộc sống và người Cộng sản sẵn sàng hy sinh để làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn. Hãy nhận lấy cây vinh dự ấy, người ta ai cũng chỉ chết một lần. Trần Giang bỗng thấy nhẹ nhàng thanh toát, anh đứng dậy tiến thẳng đến chỗ tên trung đội trưởng người Pháp ngồi. Giữa ánh mắt tò mò của biệt kích, anh móc túi rút ra một miếng sô-cô-la, mời tên đội trưởng ăn, đoạn anh báo cáo với hắn cần vào buồng tiêu giải quyết việc cần thiết. Năm phút sau, anh trở về chỗ ngả lưng vào ghế, lim dim mắt mơ màng, anh nhậm đếm từng nhịp tim đập từng hơi thở phập phồng anh tưởng tượng có muôn ngàn cánh tay đang tung những bông hoa tươi thắm về phía anh từ dưới mặt đất sau khi nghe thấy một tiếng nổ dữ dội người ta nhìn thấy chiếc đa cô ta lớn nhất trong số bốn chiếc bị bốc cháy đang lao xuống vùn vụt để lại một cột khói đen in hình trên nền trời xanh ngắt có buổi sớm hôm đó tôi trình vừa bước chân tới trụ sở thì có lệnh của Missen gọi vào đến phòng làm việc của Missen Cô rất ngạc nhiên khi có cả giám đốc O'Brien. Bộ mặt của hai tên hôm nay đều có vẻ nghiêm trang. Miss trò chiếc ghế đối diện cho phép cô ngồi rồi nghiêm nghị nói. Cô thư ký, cô cho chúng tôi biết. Cách đây hai ngày, có ai đến đây tìm gặp cô không? Tuyết Trình cảm thấy có việc gì khác thường xảy ra có liên quan đến cô. Cô lo lắng trả lời. Thưa ông Tránh, không qua đến đây gặp tôi cả. Miss cau mày, hắn không được vừa ý về câu trả lời của Tuyết Trình. Hắn gõ tay xuống bàn hỏi tiếp. Hồi 10 giờ sáng ngày 16, tức là ngày tôi sang trại về, lúc ấy cô làm việc ở đâu? Thưa ông, lúc ông về thì tôi có mang tập công văn mới đến để phúc trình ông, sau đó tôi trở về phòng thư ký. Lúc đó tôi có nói chuyện với ai không nhỉ? Tôi không nhớ lắm, hình như lúc ấy có ai gọi điện cho ông. Ai gọi điện cho tôi hả? Chắc cô nghe thấy rõ. Hắn nhếch mép cười đắc ý và liếc nhìn lão giám đốc Bộ mặt lầm lì của lão Oboi lúc này cũng có vẻ sinh động hơn, đang gần gù đồng tình. Sen bỗng trừng mắt nhìn Tuyết Trinh. Cô thư ký, thế là rõ rồi. Cô có biết chúng tôi đã nắm được một số hiện tượng về những hoạt động của cô không? Thưa ông Tránh, tôi chẳng hiểu các ông gọi tôi lên để làm gì. Tất cả những việc ông vừa nói tôi cũng không hiểu. Thôi, đừng vờ nữa. Thú thật với cô, đôi lúc chúng tôi cũng siêu lòng về nhan sắc của cô. Cô đẹp lắm. Nhưng đừng tưởng đem nhan sắc ấy mê hoặc chúng tôi được đâu cô cũng không thể che mắt chúng tôi về những hành động của cô. Cô đã đánh cắp rất nhiều tài liệu quân sự của bộ để cung cấp cho Việt Minh. Cô hãy thú nhận tất cả đi. Tuyết Trinh lặng người. Cô không ngờ sự việc xảy ra lại kỳ quái như thế. Sau những lời buộc tội dựng đứng của Michel, cô uất ức vô cùng. Ông Michel, ông được kiếm chuyện vô ăn cho chúng tôi. Ông lấy chứng cứ cụ thể nào mà dám buộc tội tôi. Thật vô căn cứ. Tôi không có tội lỗi gì hết. Bằng một giọng cay độc, Michel quả quyết. Cô đừng tưởng những giọt nước mắt của cô có thể lay chuyển được lòng chúng tôi. Cô nhầm rồi. Đối với những đảng viên của nước Pháp phục hưng, thì cô đừng hòng đem sắc đẹp ra quyến rũ nổi. Hãy thú nhận đi. Cô đã liên lạc với những ai bao nhiêu lần rồi. Tuyết Trinh thấy máu bốc nóng gian lên mặt. Cô cắn răng nén những giọt lệ và quắc mắt nhìn Michel. Tôi tưởng ông là người có học thức, vậy bà ông nói vô liêm sỉ như vậy. Tôi không dính dáng vào một tội lỗi nào cả. Ông cũng đừng hòng đem những lời bị đặt ra để dọa nạt tôi. Tôi sẽ khiếu nại đến bộ chỉ huy về việc này. Mitchell cười nhạt. Chứng cứ đã rõ ràng rồi. Chính người của Việt Minh đã khai ra cô. Cứ việc lên bộ chỉ huy mà kêu ăn. Xin báo cho cô biết anh cô Hoàng Minh đã bị bắt về tội ăn cắp vũ khí của quân đội. Còn cô là gián điệp của Việt Minh. Không ai có thể minh vực cho cô được đâu. Kể cả anh chàng trung úy của cô nữa. Hãy tự gỡ tội bằng cách thu hết những công việc đã làm. Rồi chúng tôi sẽ lượng tình tha thứ cho. Bằng không sau này hối không kịp. Tất cả những lời buộc tội của Miss Jen chỉ làm cho Tuyết Trinh bực tức hơn. Cô cương quyết Tôi tự xét mình không làm điều gì có tội cả. Ông không thể bắt tôi phải nhận tội một cách vô lý như thế được. Từ nãy ô bai vẫn ngồi yên lặng. Bây giờ lão mới cau mặt lên tiếng. Cô thư ký, không nên bướng bỉnh với chúng tôi. Biết điều thì thú nhận cả đi. Trước mắt cô hiện có hai con đường. Một là cô thành khẩn thú nhận những việc cô đã nhúng tay vào. Chúng tôi sẽ xét và lượng tình tha thứ cho sự dồ dại của cô. Hai là nếu như cô cứ ngoan cố, chúng tôi sẽ cương quyết xử cô như những tên Việt Minh phiến loạn. Đến lúc này Tuyết Trinh không biết sợ hãi là gì nữa. Cô rắn dòi trả lời. Thưa các ngài, nếu không có chứng cứ cụ thể thì các ngài không có quyền buộc tội tôi. Cô quay nhìn Miss Sen. Còn thưa ngài tránh vật thám, chỉ vì bắt toàn cơ chuyển công tác nên ngài mới lạm dụng quyền hành để làm những chuyện vô lý. Tôi hoàn toàn là người không có tội. Tôi không sợ gì hết. Bị xúc phạm Miss Sen nổi giận, hắn cố nén bực tức trước mặt ô cười gần. Cô bảo tôi lạm dụng quyền hành hả? Không được hỗn, Cô không biết sinh mệnh của bao nhiêu con người đều nằm trong tay tôi sao? Tạm thời chúng tôi tống giam cô lại, để cô suy nghĩ vài ngày và hối cải. Cô sẽ phải hối hận khi đã quá lời xúc phạm chúng tôi. Nói xong, Miss bấm chuông, một tên lính bước ra. Hắn hạ lệnh dẫn Tuyết Trình đi. Tuyết Trình đứng dậy, cô giận dữ nói với o boy Ngài giám đốc, ngài nói với Trung ý bảo trung hộ tôi rằng, ông Miss đã vô cớ bắt giữ tôi, và ngài đã trông thấy đấy. Mong ngài báo dùm cho. Đoạn cô bước theo tên lính ra ngoài, Miss quay sang nói với Obai. Chuyện này tôi đã nắm được nhiều hiện tượng. Tôi sẽ có cách buộc nó phải khai đầy đủ. Không thể bướng với tôi được. Đại ta cứ yên tâm. Obai tỏ ý nghi ngờ. Ông nên khéo léo trong vấn đề này. Đừng làm gì quá mà phật lòng trung úy. Vì hiện nay nó đang được bộ chỉ huy tín nhiệm. Ngài hãy tin ở tôi. Mà việc sẽ đâu vào đấy cả. Nói xong Miss thất thắt lại ca vát, sốc lại áo và tiến Obai ra ô tô. Khi hắn quay vào phòng làm việc thì một hồi chuông điện réo vang. Cầm ống nghe Michel bỗng tái mặt cả kinh. Một sự kiện không hay đã đến với hắn. Phen này không sao tránh được sự khiển trách của cấp trên. Hắn đã chịu trách nhiệm trong việc tổ chức cuộc di chuyển học sinh đi thực tập. Bảo Trung cầm tờ tập san của đảng Phục Hưng vừa nhận được của Giang Dubois gửi sang. Anh đem đến cho Obai. Tới cửa phòng thì gặp Obai cũng vừa về, thấy anh Obai chìa tay và cất giọng ái ngại. Trung úy, anh đến vừa đúng lúc, báo cho anh một tin không vui lắm. Cô Tuyết Trinh vì có dính líu đến vụ tiết lộ bí mật quân sự, nên sớm nay, ông Michel có mời cô ấy đến trụ sở thẩm vấn, nhưng cũng không có gì đáng ngại lắm đâu. Bà Trung giật mình, anh nghiêm sắc mặt hỏi. Ngài cho tôi biết rõ sự thể ra sao, thương đại tá. Michel lấy cớ gì mà bắt người trắng trợn như vậy? Hãy bình tĩnh, trung ý, và trong này tôi nói rõ cho ngài biết. Số là khi Michel gọi điện lên bộ chỉ huy báo cáo ngày giờ chuyển học sinh của trường thì cô ta có nghe thấy tổ chức trước sau rất bí mật mà không hiểu vì sao Việt Minh biết được nên đã phục kích trên đường sắt định tiêu diệt chúng ta. Nhưng kết quả ra sao? Do tình báo của ta đã phát hiện được ý đồ của chúng nên ta đã thay đổi phương tiện chuyển quân sáng nay. Chúng tôi thay vào đấy một cánh quân xung kích. Cuộc chiến đấu đã diễn ra suốt một tiếng đồng hồ. Bọn Việt Minh tưởng sẽ tiêu diệt được trường biệt kích của ta. Nào ngờ chúng đã chạm trán với một đơn vị Âu Phi thiện chiến nên chúng đã bị tổn hại nặng nề. Trong khi ấy tình báo của ta lại phát hiện trong hàng ngũ của ta có kẻ phản bội. Bộ chỉ huy đã ra lệnh điều tra và trường hợp cô Tuyết Trinh mới là khả nghi thôi. Vì anh cô ta, ông Hoàng Minh cũng mới bị bắt vì tội ăn cắp vũ khí. Bà Trung im lặng theo dõi từng lời của ông boy. Anh lo lắng về kế hoạch của mình bị vỡ. Anh cố trấn tĩnh và nói. Rất may cho trường chúng ta, nhưng tôi hết sức phản đối hành động của ông Mitchell. Không có chứng cứ gì mà đã nghi hoan cho người ta. Ông ấy đã hành động trái phép. Tôi đề nghị với đại tá lấy đặc quyền chi đẳng trường của ngài. Chỉ thị cho ông ta hành động sáng suốt hơn. Và lại cô ấy là người thân thiết của tôi. Trung úy, đây là một việc hệ trọng có liên quan đến sự tồn tại của quân đội Liên Hiệp Pháp. Tôi biết ông sẽ rất bất bình về chuyện này, nhưng tôi ta thiết mong ông hãy đặt quyền lợi thiêng liêng của chúng ta lên trên hết. Vì quân đội và tổ quốc Pháp hùng vĩ, đôi khi ta phải hy sinh tình cảm riêng để làm tròn nhiệm vụ. Ông nên nhớ đó là người con của dân tộc Pháp thì ông phải phục tùng tổ quốc, phải dũng cảm vượt qua những tình cảm thường tình. Mặt khác, tôi cũng sẽ chỉ thị cho Michel không được làm gì xúc phạm đến cội. Nếu chưa có chứng cứ gì chắc đáng, ông cứ yên tâm, dù sao chăng nữa tôi cũng phản đối việc làm bất hợp pháp này của Michel. tôi sẽ khiếu nại lên bộ tổng tham mưu và nếu cần tôi sẽ xin trở về pháp ngay hãy bình tĩnh trung úy đừng nóng bỗng một hồi chuông réo vang cắt đứt câu chuyện ô cầm lấy ống nghe và cũng như Michel. mặt lão ta tái mét mắt trợn lên vì sợ hãi hắn bỏ ống nghe xuống và nói với bảo trung bằng giọng đau khổ nguy rồi trung úy ạ à. chúng ta bị hại rồi Chiếc máy bay chở trung đội biệt kích đặc biệt cùng với các sĩ quan huấn luyện ngài cô vấn William Bone của chúng ta đã bị nổ tung bốc cháy rơi xuống một vùng bờ biển. Bà Trung rất đối kinh ngạc. Anh xúc động khi nghĩ đến người đồng chí đội lốt toán trường đã quên mình làm tròn nhiệm vụ một cách linh hoạt. Bất giác anh ngả mũ cúi đầu mặc niệm người chiến sĩ của mình. Ô bài cũng vội vàng ngả mũ theo. Chương 26 Trận cuối cùng Rời khỏi chỗ ở của Lê Trâm, bà Trung cho xe chạy thẳng xuống trạm liên lạc nhận chỉ thị mới. Anh dự định trở lại sở mật thám gặp Michel để hỏi về việc tuyết trinh. Nhưng còn một số công việc cần thiết nên không thể nào đến đó được. Anh tự nhủ mình sẽ tìm mọi cách để giải thoát cho cô ấy nếu như mọi việc tiến hành tốt đẹp. Nhìn đồng hồ vừa đúng một giờ chiều, bà Trung vội quay xe lao thẳng ra đường cầu giấy để kịp đến địa điểm đã định. Tại đường cột cờ có một biệt thự rất đẹp, bốn bề tường cao kín mít, Cổng chính ra vào luôn luôn có hiến binh canh gác, ai cũng phải xuất trình giấy tờ cẩn thận và chờ chủ nhân cho phép mới được vào. Đó là chỗ ở riêng của Midsen. Lúc ấy vào khoảng 20 giờ 45 phút, trong phòng làm việc của Midsen, giấy tờ để bừa bộn trên một chiếc bàn kê giữa phòng. Midsen đang loay hoay với tập hồ sơ bí mật. Vẻ cao có của hắn khiến người ta có thể đoán biết hắn đang tập trung tinh thần cao độ để giải quyết một vấn đề gì quan trọng lắm. Một buổi chiều, hắn nhận được một bức điện từ pháp gửi sang. Một thế sáng hé mở rọi và tấm màn bí mật khiến Michel nuôi hy vọng sẽ lần ra đầu mối để khám phá được kẻ phá hoại trường biệt kích. May ra hắn gỡ được tội với cấp trên. Sau khi nghiền ngẫm lá thư của Vũ Nghị, hắn đã bình phục tuy chưa khỏi hẳn. Và của Giang Dubois Pháp vừa gửi đến, báo cho hắn biết nhiều điều quan trọng. Lập tức hắn tổng kết những hiện tượng khả nghi và đi đến kết luận chính thức. Những nhận xét quán về bảo trung đã dần dần sáng tỏ. Có nhiều chứng cứ ly lẽ để buộc tội anh, nhưng hắn chưa hành động ngay, bởi vì hắn luôn theo phương châm chỉ hành động khi nào điều kiện đã chín mùi phải ra một mẻ lưới thật to vét thật nhiều cá lúc bấy giờ hắn mới thực sự là một thầy phù thủy cao tay michel dự định là một cú bất ngờ để bộ chỉ huy phải ngạc nhiên trước những thành tích to lớn của hắn và sẽ đánh giá đúng khả năng của hắn một nhà phản gián đại tài đến giờ phút này hắn đã thấy cần phải hành động không thể trì hoãn được nữa theo lệnh của bộ chỉ huy jean dubois đã sang việt nam cập bến hải phòng sự việc được giữ hết sức bí mật chỉ sáng mai là anh ta đã có mặt tại hà nội Việc Giang Đi qua đến Hà Nội sẽ gây cho Bảo Trung những chuyện gì nếu quả Bảo Trung là Việt Minh trá hình. Cần phải đề phòng sự sổ lồng của một con chim đang bị bao vây, một tay già dặn như Michel không thể bắt trạch đằng đuôi. Michel lập tức gọi điện cho tên thiếu tá Man Hắc, trường phòng hành động, thi hành một số biện pháp bao vây khu nhà của Bảo Trung để giám sát anh trong suốt đêm nay, ngay từ giờ phút gần trương này. Hạ lệnh xong, Michel khoan khoái ngả người rít một hơi thuốc lá rồi tròn miệng nhà những vành khói hình chữ O hắn tưởng tượng đó là những vòng xích sắp lồng vào cổ bảo trung cánh cửa bỗng hé mở một tên lính cần vụ pháp bước vào đưa cho michel một tấm các sĩ quan và nói thưa trung tá có đại tá melisson từ bộ chỉ huy mang mệnh lệnh mật đến gặp ngài. michel xem kỹ tấm các vội bằng sửa lại quần áo hạ lệnh cho mời khách vào hắn nghĩ thầm đại tá melisson mình đã biết tiếng ông ta trên chiến trường bắc phi năm xưa ông ta vừa theo cao ủy Nhông sang đây ít lâu mà mình chưa có vinh hành được gặp mặt chắc có gì hệ trọng lắm đây. Cánh cửa mở rộng, một sĩ quan pháp to lớn trứng trạc trong bộ quân phục quân hàm đại tá bước vào. Ông ta chào Michel rất lịch sự rồi tự giới thiệu. Tôi là đại úy Melusson, sĩ quan liên lạc của bộ chỉ huy Bắc Việt. Michel hoan hỉ chia tay mời khách. Tôi đã rõ, xin mời đại tá ngồi. Chắc có chuyện gì khẩn cấp lắm nên ngài mới phải thân hành xuống đây. Vâng, chính vì vậy nên bộ chỉ huy phái tôi xuống gặp ngài. Xin ngài đọc bản mệnh lệnh tối mật này. Melisson rút trong cặp ra một bức công văn dán kín, ngoài có đóng dấu tối mật đưa cho Mission. Hắn trịnh trọng đón lấy mở ra, đọc cẩn thận từng chữ. Mệnh lệnh khẩn cấp. Người trong toán Mission tránh mật thám Hà Nội kim cục trưởng cục an ninh quốc gia trong quân đội liên bang tại Bắc Việt. Để dự hơn cho các sĩ quan huấn luyện công tác tại trường biệt kích và ngài cố vấn Huê Kỳ William Bond đã bị Việt Minh sát hại trên chiếc Dakota C-45. Bộ chỉ huy hạ lệnh. Điều 1. Tất cả các tù chính trị hiện nay đang giam giữ tại căn 2 phải đem đi thủ tiêu ngay đêm nay trước 3 giờ sáng. Điều 2. Những phần tử khả nghi hiện đang giam giữ tại căn 1 phải cho di chuyển ngay sang để lao trung ương để xét xử. Điều 3. Ông Trung tá Michel phải thân hành đôn đốc việc thi hành mệnh lệnh này và đảm bảo hoàn toàn bí mật rồi báo cáo trực tiếp với đại cá Mê Lưu Sông sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Hà Nội, ngày tháng 5, Bộ Chỉ huy Quân đội Liên bang tại Bắc Việt. Ký tên Đại tướng Cốc. Sau khi xem xong mệnh lệnh, Mitchell cũng vội vàng lấy giấy bút viết. Mệnh lệnh, gửi ông Von Pass, chỉ huy trưởng nhà giam thành phố. Chiều theo mệnh lệnh số, ngày của Bộ Chỉ huy Quân đội Liên bang tại Bắc Việt, tôi hạ lệnh. Điều 1, tất cả các tù chính trị hiện đang giam giữ tại căn 2, phải tập trung đến TB 13 trước 1 giờ đêm nay. Điều 2, các phạm nhân khả nghi ở căn 1 lập tức cho di chuyển sang Têu, sau đó một tiếng. Điều 3, ông chỉ huy trưởng nhà giam, các ông trưởng phó giám thị các trại. Chiều mệnh lệnh thi hành, đồng thời phải tuyệt đối bảo đảm nguyên tắc bí mật. Hà Nội ngày tháng 5, ký tên Trung tá Hiên Bình, Mission. Ký lệnh xong, Mission bấm chuông định sai lính mang đi, nhưng đại tá Mê Lui Sông đề nghị. Ngài Trung tá, việc này quan trọng lắm, nếu để lộ ra thì sẽ ảnh hưởng rất lớn về chính trị, không có lợi cho công tác tuyên truyền của chúng ta. Vì vậy Bộ Chỉ huy có bảo tôi truyền đạt với ngài. Ngài phải trực tiếp đôn đốc việc thi hành cho thật khéo léo. Tôi đề nghị Trung tá đi cùng với tôi xuống nhà giam chỉ huy việc này. Michel gật đầu, đứng dậy sửa soạn ra đi. Hắn định bảo tài xế lấy xe riêng, nhưng Mê Sông mời. Ngài ngồi luôn xe tôi cho tiện, chúng ta cần phải bàn bạc với nhau một số biện pháp. Thế cũng được, tôi sợ xe ngài không đủ chỗ. Chúng ta cứ yên tâm, xe rất rộng. Khi ra đến cổng, hai tên hiến binh bảo vệ Michel định cùng bước lên xe, nhưng vì không đủ chỗ, Michel hạ lệnh cho một tên ở lại nhà. Hắn lên xe ngồi cạnh đại tá Mê Sông. Hắn thấy ngài đại tá phái viên rất dễ tính, tuy chức vụ của ông ta cao hơn hắn một cấp, dọc đường đại tá mê ly sông nói với michel phải cương quyết đối với những phần tử việt minh quan trọng nếu cần cứ giết quách đi cho đỡ phiền đừng giam giữ làm gì tốn cơm vô ích michel gật gù tỏ vẻ tán thành đào ý von pat đang sửa soạn đi chơi thì được tin michel đến gã vội vã ra cửa chạy đón tiếp sau khi đọc xong mệnh lệnh của michel gã gọi ngay viên thiếu ý giám thị trại giam lên giao lệnh lê trâm cũng được phân công ở lại di chuyển những phạm nhân tình nghi sang để lao trung ương Đạo úy Von Pat cùng thiếu y Mai Tâm thân hành đôn đốc việc tập trung tổ chính trị dưới sự giám sát của Michel và Melusson. Công việc tiến hành hết sức khẩn trương. Gần 20 tù nhân, trong đó có giả thuần, bị cồm tay, mặt mày hốc hác sưng tím vì tra tấn. Quần áo rách nát bẩn thỉu bị dồn lên một chiếc xe cầm nhông căng vải bạt kín mít. Trước sự việc đột ngột ấy, những tù nhân đều linh cảm thấy có sự không hay sắp xảy đến với mình có người lo lắng gào lên đem chúng ta đi đâu giữa đêm hôm thế này lập tức những người khác đồng thanh phản đối không được thủ tiêu người ban đêm phản đối đàn áp phản đối tàn sát tù binh đà đảo chính sách dã man của chính phủ pháp đối với tù binh sự căm phẫn của tù nhân làm náo động cả nhà giam michel phải hạ lệnh cho von thi hành biện pháp chấn áp một tiểu đội hiến binh lấy rẻ rách nhét vào mồm từng người để bị tiếng kêu gào sau khi đã dồn được tù nhân lên xe chúng bắt đầu mở máy tiến ra khỏi nhà giam. Một tiểu đội hiến binh vừa Pháp vừa ngụy cũng nhảy lên một chiếc xe khác do tên đại úy Vôn Pát chỉ huy, nổ máy chạy theo sau. Lái xe cho Mê Lưu là một hạ sĩ người Việt, đã được tín nhiệm vì lái giỏi. Chiếc mũ bê đê của gã đội sụp xuống gần mắt trông rất cản rỡ, ngang tàng. Ba chiếc xe nặng lẽ nối đuôi nhau đến địa điểm hành hình. Cũng trong lúc ấy, tuyệt trình gục đầu xuống thành giường trong buồng giam đặc biệt. Vì quá mệt, cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Cô khóc nhiều vì uất ức. Từ lúc bị Miss tống giam đến giờ, cô không hề thấy Bảo Trung đến thăm hỏi. Anh bận gì? Anh biết mình bị giam ở đây chưa? Cũng may từ lúc vào đây tới giờ, cô được Lê Trâm hết sức săn sóc. Anh ta đã xếp cho cô một buồng tươm tất đủ giường chiếu sạch sẽ, vì vậy cô cũng được an ủi đôi phần. Tuyết Trinh rất hoang mang, không hiểu số phận mình sẽ ra sao. Cô tự đặt nhiều câu hỏi. Có điều gì mới xảy ra khiến Miss phải bắt mình? Sao không thấy tin tức của Bảo Trung? Anh ấy nói bận một tuần vì công tác đặc biệt anh ấy đi đâu bỏ rơi ta chăng hai anh cũng chung số phận không may như ta nghĩ ngợi nhiều cô thiếp đi vì mệt trong giấc mơ tuyết trinh thấy mình đang ngồi cạnh bảo trung trong chiếc xe du lịch chiếc xe lăn bánh trên con đường thẳng tắp có nhiều cây to bóng mát hai người kề sát vai nhau ngắm nhìn cảnh đẹp rồi bỗng nhiên có một con sông xuất hiện chắn ngang phía trước chiếc xe vẫn phóng vun vút tuyết trinh hoảng hồn ôm chặt lấy bảo trung và kêu lên hãi hùng Cô bừng tỉnh thì vừa lúc cái cánh cửa phòng hé mở, Lê Trâm ló đầu vào, ném cho cô một phong thư. Tuyết trình vội đón lấy bóc ra xem, những dòng chữ quen thuộc làm cô hết sức mừng rỡ. Em Tuyết Trinh, em hãy theo anh Lê Trâm, ra khỏi nhà giam ngay đêm nay. Nhất thiết không được chủ trừ gì nữa. Anh đã chuẩn bị cho em một con đường mới. Hãy dũng cảm đi. Thôi, thì giờ vô cùng quý báu. Hẹn gặp em và sẽ nói chuyện nhiều. BT Tuyết Trinh vô cùng cảm động, cô vội vã nhai nát lá thư rồi theo lê trâm bước ra ngoài một chiếc cam nhông đỗ sẵn giữa sân lính của lê trâm vũ khí sẵn sàng chờ lệnh lê trâm mở cửa xe mời tuyết trinh lên buồng lái và căn dặn dù có xảy ra chuyện gì chị cũng phải hết sức bình tĩnh đấy tuyết trinh ngoan ngoãn gật đầu chiếc xe cam nhông chở tù binh đã đến một khu vực cấm địa cạnh một tháp canh ở ngoại thành đó là một bãi hoang trước đây là trận địa pháo binh của việt minh trong ngày đầu kháng chiến nay được bộ chỉ huy pháp dùng làm nơi thủ tiêu tù binh bí mật những đường hào chẳng chịt nay dùng để vùi thây những chiến sĩ cách mạng ụ đất pháo cũng đã bị săn bằng chúng đã giết hại không biết bao nhiêu người yêu nước ở chỗ này hôm nay lại thêm một số người nữa phải bỏ mình trong đó có cả đồng chí thuân những tù nhân bị đầy dồn vào một khoảng đất trên bờ chiến hào vì bị nhét dài vào mồm nên không ai nói được những ngọn điện từ ngoài tháp canh không đủ sức chiếu sáng vào tận đây nên người ta không nhận rõ được nét mặt của nhau tên đại úy vunpat hạ lệnh cho đội hiến binh đứng thành một hàng ngang, nòng súng tua tủa chĩa vào đoàn tù nhân. Từ khí toát ra lạnh lẽo một vùng, bọn đa phủ sẵn sàng chờ lệnh nổ súng. Tâm trạng giả thuân lúc này khó tả, người chiến sĩ lão thành ấy đã nhiều lần đứng trước cái chết mà không hề run sợ, vẫn dũng cảm chiến thắng, thế mà lần này lại băn khoăn. Đồng chí không lo cho mình, nhưng nghĩ về số phận của Bảo Trung, không hiểu bây giờ ra sao, công việc tiến hành đến đâu. Liệu có hoàn thành nhiệm vụ hay không? sớm nay người lính gác tù đã trao cho già một mật hiệu đại ý nói đồng chí hãy bình tĩnh đến giờ phút cuối cùng hiện giờ già thân bình thản đứng trước cái chết nhưng lòng già còn thắc mắc nhiều điều đã phá được trường biệt kích chưa bà chúng vẫn an toàn hay cũng đã bị lộ già ước ao được biết những điều đó còn đối với những mũi súng đen ngòm của bọn sát nhân kia thì làm gì có nghĩa lý đối với già già ngước mắt lên trời lơ đãng đón chờ cái chết sau khi chuẩn bị xong Von quay trở lại báo cáo với Mitchell cho bắt đầu. Mitchell hỏi ý kiến đại tá phái viên. Nhìn đồng hồ thấy mới 24 giờ 55. Melusson bảo Mitchell, chờ 5 phút nữa, đúng 1 giờ đêm hãy thi hành. 5 phút trôi qua, Melusson hất hàm ra hiệu. Mitchell giơ tay hạ lệnh cho Von thi hành bản án. Một tràng súng máy nổ vang, náo động đêm trường. Mitchell dán mắt nhìn đám tù binh, chờ những thân hình tiều tuy ấy gục xuống để thỏa lòng khát máu. Nhưng lạ chưa, đám người ấy vẫn đứng dựa vào nhau không nhúc nhích. Michel định ra lệnh bắn tiếp, hắn quay lại nhìn bọn đang phủ. Bỗng hắn thất đảm khi nhìn thấy một đống xác đã đổ gục từ bao giờ. Từ tên đại úy Von đến tiểu đội hiến binh đều nằm trên vũng máu. Ai đã nổ súng giết họ? Hoàng hồn, Michel quay lại nhìn đại tá Mê Lưu Sông. Ông ta vẫn điềm nhiên đứng quanh tay, miệng phì phèo thuốc lá. Bên cạnh, hai người lính bảo vệ ông ta đang dâng súng tiểu liên về phía hắn, Kinh hoàng, Michel vội sờ tay vào khẩu súng lục và đưa mắt tìm người lính bảo vệ của mình, nhưng anh ta cũng bị một lưỡi dao đâm chết từ lâu. Biết mình bị lừa, Michel út đức rút phát khẩu súng lục ra, chỉ ở vào ngực đại tá Mê Lưu Sông bóp cỏ, nhưng đại tá vẫn thản nhìn mỉm cười nói. Ngài Michel chớ vội nóng, súng của ngài tôi đã mượn tạm băng đạn từ lúc ngồi trong ô tô rồi, bắn không nổ đâu. Bây giờ thì xin mời ngài đi theo chúng tôi, chớ có làm mồn. xin ngài giữ mồm giữ miệng cho. Tuyệt vọng, Mitchell đánh đành giơ tay lặng nặng theo lệnh của Melisong ra xe. Trong khi ấy, những người đi cùng với đại tá đã nhanh nhẹn cởi cùm và gỡ rẻ ở mồm đám tù nhân và nhặt súng của tội hiến binh giao cho họ. Bên ngoài tháp canh có tiếng ô tô chạy đến, một vài phát súng nổ lẻ tẻ, tiểu đội của Lê Trâm cũng vừa tới nơi, đang tiêu diệt nốt những tên gác cuối cùng. Tên thiếu tá Man Hắc trừng phòng hành động, sau khi đã thi hành mệnh lệnh của Mitchell là bố trí bao vây khu vực nhà ở của Bảo Trung, gã yên trí lên xe đến nhà riêng của tình nhân gã đang phè phỡ ăn uống nô đùa với gái thì được tên lính cần vụ thân tín đến tìm báo cáo cho gã biết một tin quan trọng bỏ giờ cuộc vui gã tức tốc quay về trụ sở rồi xuống ngay nhà giam xem xét tình hình một cảnh vắng lặng trong nhà tù khiến gã thấy có gì không hay mới vừa xảy ra gã hoang mang vô cùng vừa lúc ấy tên lavoje trung tá hiên binh cũng từ bộ chỉ huy xuống tìm gã sau khi phát hiện có sự đánh cướp thủ binh và việc trung tá Mission bị bắt cóc tên trung tá hiến Minh không nén nổi giận dữ đất thẳng cánh dáng cho màn hắc hai cái tát cháy má rồi nói ông sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề này trường phòng hành động mà không có mặt tại trụ sở những khi cần thiết tôi giao trách nhiệm cho ông phải tìm bằng thấy trung tá Mission. vừa sợ sùng vừa lo sợ màn hắc hối hả huy động các lực lượng đặc biệt của mật thám hiến Minh an ninh tức tốc chạy ra bốn ngả truy lùng 15 phút sau hơn 50 xe mô tô chiến đấu cũng phối hợp đi tìm bắt lệnh báo động được truyền đi các ngã đường trong và ngoài thành phố phố phường đang yên tĩnh bỗng nhiên ầm ĩ tiếng động cơ tiếng còi nghe khủng khiếp đã có tin báo một tháp canh vùng ngoại ô phía nam bị tiêu diệt đoàn tù nhân đã chạy về phía đó lập tức những chiếc mô tô gắn sung máy với đoàn hiến binh xung kích rượt theo đoàn xe chở tù nhân đã vượt qua hai trạm gác ngoại ô yên ổn đang mở hết tốc lực lao ra ngoài phạm vi thành phố thì thấy quánh đèn mô tô chiếu đằng sau những người lái xe khẩn trương dẫn hết ga cho xe chạy như bay đến một ngã ba đường gặp một tháp canh có barrier chắn ngang hai tên lính pháp cầm tiểu liên đứng gác hai bên ra lệnh cho xe phải dừng lại chiếc xe đi đầu hãm máy từ từ tiến lại gần như sắp đổ nhưng rồi bỗng nhiên nó lại rú mạnh ga đâm gãy tung chiếc barrier xô ngã hai tên lính xuống đường rồi phóng thẳng hai chiếc xe sau của lê trâm và mê Lưu sông cũng vượt theo bỏ mặc bọn lính gác đang nhớn nhác gọi nhau bắt dung máy bắn theo đoàn xe mất hút trong đêm tối phóng thẳng vào một con đường đất hàng tỉnh đoàn mô tô cũng đã vượt qua tháp canh tiếng máy nổ rầm rầm sẽ tan bầu không khí tĩnh lặng ban đêm chỉ còn cách đoàn xe chở tù nhân khoảng 500 thước những chiếc mô tô đi đầu đã nổ súng tiếng đạn giòn tan réo trong không trung ánh lửa rạch thành những luồng đỏ trói trong màn đêm dày đặc chiếc xe chở tù nhân đi đầu trúng đàn bà lốp buộc phải dừng lại đoàn xe đều hãm máy mọi người từ trên xe nhảy xuống chạy dạt xuống cánh đồng khẩu trung liên của tù nhân được đặt trên một mô đất cao do giả thuân điều khiển chuẩn bị chiến đấu Tiểu đội của Lê Trâm cũng tìm được một địa hình tốt trên một bãi tha ma, gian thành trận địa, Tuyết Trinh nấp sau một bờ ruộng cao hồi hộp, lo lắng theo dõi. Chiếc xe của đại tá Mili Sông đổ sau cùng, dưới ánh đèn lấp loáng, đại tá và hai người cận vệ đang đẩy Michel xuống ruộng. Người lái xe cũng nhảy theo sau, tay cầm một khẩu súng ngắn. Chiếc mô tô dẫn đầu đã tới nơi. Khẩu tiểu liên do tên hiến binh điều khiển đang nổ tới tấp vào đoàn thủ. Tiếp theo đó, đoàn xe của bọn chúng đổ lại, lính trên xe nhảy hết xuống, giàn thành một gọng kìm xông lên định bao vây bắt sống đối phương khẩu trung liên của giả thuân từ trên mô đất cao bất tình đình nhà đạn các tựa súng của tiểu đội lê trâm cùng các chiến sĩ tù nhân cũng khạc đạn theo ghi bọn hiến binh xuống đất pháo sáng bắn lên cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt bọn hiến binh vẫn liều mạng tìm cách vượt lưỡi lửa lao lên tình thế trở nên gai go một số tù nhân quá yếu không đủ sức cầm nổi súng chiến đấu hỏa lực có đôi phần giảm sút thêm nữa đã nghe thấy tiếng động cơ của những chiếc xe tiếp viện từ các đồn bốt lân cận Tiểu đội của Lê Trâm tuy giác ngộ nhưng chưa được thử lừa lần nào nên đôi phần nao núng. Thế yếu dần, trong khi bọn hiến binh vẫn phát huy hỏa lực áp đảo, một vài tù nhân trúng đạn buông rơi vũ khí, tình thế cực kỳ lâm nguy. Không hy vọng vào lực lượng cứu viện nào, trong giờ phút gây go căng thẳng ấy bỗng có tiếng quát lớn bằng tiếng Pháp. Hỡi đội hiến binh, nếu các ngươi còn tiến thêm một bước nữa thì Michel sẽ bị bắn chết ngay lập tức. Có tiếng gào thét của tên chỉ huy hiến binh, hạ lệnh cho quân lính dừng lại để điều đình. Các người hãy ngừng bắn, chúng ta sẽ nói chuyện với các người về trung tá Mitchell. Tiếng nói lại vang lên trong khi tiếng súng đã tạm ngừng. Có tiếng nói của tên chỉ huy hiến binh. Hỡi bọn Việt Minh, biết điều thì nộp súng quy hàng sẽ được tha tội. Phải nộp trả ngay trung tá Mitchell, không được đụng đến trung tá. Ta hạn cho 5 phút nữa phải nộp súng. Lợi dụng lúc địch ngừng bắn, Già Thuân ra lệnh cho đoàn người rút nhanh về phía lũy tre. Già cùng hai đồng chí khỏe ở lại yểm hộ cho đoàn người rút lui. Từ một bờ ruộng tối, đại tá Mê Lưu Sông đang lắng nghe người tài xế của mình nói chuyện với tên đội trưởng hiến binh bằng tiếng Pháp người cần về của ông ta cũng ấn đầu michel xuống đất theo dõi tiến triển của trận đánh khi đại bộ phần tù nhân đã rút lui thì anh ta bỗng buông lỏng tay michel sau một mô đất người tài xế đang chú ý nghe tiếng trả lời của đội trưởng hiến binh từ xa vọng đến thì bỗng có một bóng người từ phía sau trồm lên cầm một hòn đá nện trúng đầu anh anh né tránh nhưng không kịp nữa mắt anh hoa lên thấy lờ mờ một người nhảy qua đầu đang lao về phía trước anh cố gắng sức giơ súng nhắm theo và nổ liền hai phát khi tên michel trúng đạn ngã gục xuống ruộng thì cũng là lúc người tài xế ngất đi chương 27, nhiệm vụ còn dài. Một chiều xuân rực rỡ, nắng ấm xuyên qua những cành cây quyện khói chiều, vương bụi vàng óng ánh rọi xuống sân đình. Tiếng súng xa xa đã thư dần, nhường chỗ cho những âm thanh êm đềm của một làng thuộc vùng tự do đang đón màn đêm đến. Trong quân y viện, không khí tấp nập khẩn trương. Đêm qua, các bác sĩ y tá cứu thương đã tiếp nhận một số bệnh nhân đặc biệt từ nội thành ra. Một đoàn chiến sĩ vượt ngục bị mất sức sau bao ngày bị giam cầm tra tấn, và vừa chiến đấu với quân thù ở dọc đường. Cùng ra theo đoàn tù có một tiểu đội ngụy do một thiếu úy chỉ huy, bọn họ cũng là những thanh niên còn trẻ bị động viên vào lính. Trong đoàn người có một cô gái thủ đô, cô bị mệt là phải khiêng về đây và vài đồng chí bị thương cần phải mổ, họ cần phải được nghỉ ngơi điều trị. Đặc biệt trong số này có một anh lái xe bị thương nặng ở đầu. Khi được đoàn người khiêng về đây, anh ta máu me đầy mặt, mê man bất tỉnh các bác sĩ hết sức cứu chữa và săn sóc tất cả những phương tiện đặc biệt thuốc quý đều được đem ra dùng ai nấy đều lo no lắng cho anh ban chỉ huy mặt trận cũng xuống tận nơi thăm hỏi đồng chí chính trị viên thức suốt đêm bên cạnh người bệnh các bác sĩ thay phiên nhau thường trực cho mãi tới sáng nay anh ta mới tỉnh mọi người đều hết sức vui mừng nữ y tá châm được phân công chăm nom anh suốt cả ngày hôm nay giờ đây nhìn bệnh nhân tiêm thiếp ngủ cô thấy lòng bớt lo lắng bồi hồi quân y viện đã tiếp đón bao nhiêu chiến sĩ bàn tay cô đã săn sóc bao nhiêu người nhưng hôm nay tự nhiên cô thấy lòng vô cùng xúc động những con người từ trong nội thành ra khiến cô nhớ lại bao kỷ niệm ở trong đời thời gian còn lăn lộn trong vùng địch rồi hình ảnh một chiều hè hôm tiễn chân trần giang lên đường cho mãi tới nay cô vẫn chưa nhận được tin tức gì về anh cô biết trần giang cũng đi vào lòng địch để hoạt động nhưng anh ở đâu thì cô không rõ anh chỉ còn lưu lại những dòng nhật ký và những lời thơ đầy tình cảm cô đã đọc đi đọc lại nhiều lần Hãy nhắc lại sau muôn vàn thế kỷ, chiến sĩ ra đi không hẹn ngày về, coi thân mình như chiếc lá mùa thu để vun bón cho mùa xuân đất nước. Phải chăng những chiếc lá ấy đã rơi xuống vun bón cho cây trong vườn thêm xanh, cho hoa trên cành thêm thắm và hình ảnh của nó vẫn sống trong lòng những người hôm nay. Suốt cả ngày tuyết trinh tiếp đi, mãi khi người ý ta đánh thức, cũng mới bằng hoàng thức giấc. Đây là đâu? Và những người xung quanh ta là ai? Cô vụt nhớ lại câu chuyện hãi hùng đêm qua. Sau khi cuộc chiến đấu ác liệt diễn ra, có người đã dìu cô đi trong đêm cho tới khi cô mệt quá ngất đi. Giờ đây cô biết mình đang nằm trong bệnh viện. Nhìn khóe mắt dịu hiền của cô y tá, Tuyết Trinh thấy yên lòng, cô hỏi, đây là đâu hả chị? Chị đang ở con y viện vùng tự do. Lời nói thân thiết và chiều mến của Tâm khiến Tuyết Trinh sao xuyến. Cô nhìn người con gái trạc tuổi mình với ánh mắt đầy thiện cảm. Để cô yên lòng, Tâm nói tiếp, có lẽ từ nay quân y viện này cũng sẽ là nhà của chị. Chị sẽ ở đây với chúng tôi tới khi kháng chiến thành công. Ô, phải chăng đây là con đường mới mà Bảo Trung đã dẫn dắt cô đi? Không phải là Paris, Đông Kinh mà là một miền quê đầm ấm, vùng tự do. Hai chữ tự do nghe sao mà thân thiết đến thế. Mọi người ở đây đều thương yêu cô. Thấy cô tỉnh giấc, ai nấy đều lộ nét mặt vui mừng. Cô đang sống giữa tình thương yêu của mọi người. Và từ đây cô hy vọng sẽ tìm thấy người mẹ ruột của cô không nén nổi tình cảm thâm kín trong lòng tuyết trinh một miệng hỏi tâm chị có biết bây giờ anh bảo trung ở đâu không em không rõ nhưng có thể vài ngày nữa chị sẽ được gặp anh ấy tuyết trinh hồi hộp nắm chặt tay tâm thật không hả chị chị nói đúng đấy chứ thế còn chú nghĩa người lái xe cho anh ấy có về đây không hình như có có một đồng chí lái xe bị thương nằm ở đây nhưng bác sĩ chưa cho phép ai được vào thăm tuyết trinh xúc động cô hy vọng nếu gặp được nghĩa thì sẽ biết được tin tức của bảo trung cô thấy lòng phấn khởi hẳn nhìn vào khóe mắt tâm với một giọng thiết tha cô nói em sẽ chờ anh ấy ở đây chị không nói dối em chứ em làm việc với chị ở quân y viện này cảm động tâm nắm chặt tay tuyết trinh và thân thiết bảo bây giờ chị đi tắm rửa lấy tạm quần áo của em mà thay em chờ chị rồi chúng ta cùng đến địa điểm liên hoan vâng cảm ơn chị trời đã tối ánh đèn dầu làm rạng rỡ nét mặt hai người hai cô gái thành phố gặp nhau trong kháng chiến dưới mái quân y đầm ấm ở một vùng quê. Trong buổi liên hoan mừng các chiến sĩ vượt tù và tiếp đón những binh sĩ yêu nước trở về với kháng chiến, các cán bộ, các đại biểu quân dân chính và đoàn thể các giới đều có mặt đông đủ. Họ ngồi chật ních cả ngôi chùa. Đồng chí chính trị viên mặt trận tuyên bố khai mạc buổi liên hoan. Sau khi kể tóm tắt chiến công của đoàn tù binh vượt ngục, đồng chí tỏ lời khen ngợi và hoan nghênh những binh sĩ trong trung đội của Lê Trâm đã giác ngộ trở về với kháng chiến biểu dương tinh thần dũng cảm bất khuất của tù nhân trong thời gian bị địch cầm tù đã giữ chọn lời thề không phản bội công khai sau đó đồng chí mời đại tá Melison đứng dậy giới thiệu với mọi người xin trân trọng giới thiệu với các đồng chí đây là đồng chí Ferry thiêu hít quân đội Biển Trình đã cùng với đơn vị chạy sang hạ ngũ của chúng ta và đã sát cánh chiến đấu với chúng ta trong suốt chiến dịch thu đông nay đồng chí lại mới lập thêm chiến công đặc biệt mà các đồng chí đã biết mọi người vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí chính trị viên nói tiếp còn một đồng chí nữa, nhưng vì điều kiện công tác không cho phép, tôi giới thiệu với các đồng chí ở đây được. Thật đáng tiếc, đó là đồng chí đã lái chiếc xe chở đại tá Melison đến bắt cóc trung tá Mission. Hiện nay sức khỏe của đồng chí đó chưa bình phục, còn phải điều trị trong quân y viện. Tiếng vỗ tay lại rào rào nổi lên, Tuyết Trinh và Tâm cũng vừa đến kịp. Tuyết Trinh ngước nhìn lên dãy bàn phía trên, cô vô cùng mừng rỡ khi nhận ra Nghĩa đang ngồi cạnh Lê Trâm. Cô định chạy lên hỏi nhưng vướng nhiều người quá không lên được. Cô quay qua hỏi Tâm. Chị bảo có một người lái xe bị thương nặng phải không? Vâng, anh ấy cũng đã tỉnh rồi. Thế thì không phải chú Nghĩa, chú ấy ngồi ở kia có bị thương đâu. Tâm ngạc nhiên nhìn Tuyết Trinh, bỗng nhiên mặt cô sáng vụt lên, vội vàng kéo Tuyết Trinh ra ngoài. Chị Trinh à, hai người bị thương nằm ở nhà là bảo chung, em thấy mặt quen quen. Thôi, có lẽ đúng rồi. Tuyết Trinh cũng thấy lòng hồi hộp, tim cô đập mạnh vì vui sướng và hy vọng. Rồi như hai cái bóng, hai cô gái chạy vội về quân y viện, bỏ giờ cuộc liên hoan trong chùa đồng chí chính trị viên vẫn tiếp tục nói thưa các đồng chí cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc chúng ta đang bước sang một giai đoạn quyết liệt chúng ta còn phải hy sinh nhiều đã có những chiến sĩ đã ra đi không về những tên tuổi họ được chúng ta đời đời ghi nhớ những người còn sống sẽ nối tiếp công việc của họ chúng ta còn phải lập nhiều chiến công để trả thù cho họ gian khổ còn nhiều chúng ta còn phải hy sinh chịu đựng nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của hồ chủ tịch kính yêu của đảng và chính phủ Tất cả nhất định chúng ta sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Tiếng vỗ tay như sấm rung truyền mái chùa. Cuộc kháng chiến vẫn còn tiếp diễn. Những chiến sĩ quân báo tình báo vẫn âm thầm lao vào lòng địch. Từng giờ từng phút đem tinh thần trí tuệ của mình ra đối chọi với kẻ thù. Người này ngã, người khác xông lên kế tục sự nghiệp vẻ vang của họ. Nhân dân không biết được tên tuổi họ, nhưng lịch sử sẽ luôn luôn nhắc đến và mang ơn những người chiến sĩ vô danh ấy ngoài ra có những người vì hoàn cảnh này hoàn cảnh khác phải chịu sống dưới nanh vút của quân thù hay thậm chí vì những mục đích đen tối nào đó mà đã cộng tác với giặc nhưng khi được giác ngộ được thấy rõ sự thật phân biệt được thế nào là phi nghĩa chính nghĩa thì họ cũng sẽ trở thành những người tốt có lương tri và đem nhiệt tình ra để cống hiến cho cách mạng vì cách mạng đã đem lại cuộc sống thực cho họ những người đó là lê trâm tuyết trinh nghĩa và một số binh sĩ khác cuộc liên hoan đã bế mạc nhưng dư âm của nó còn vang mãi vọng mãi trong lòng những người có mặt cũng ngày hôm ấy tại paris ông bà ứng lại nhận được một bức điện báo tin như sau tôi xin trân trọng báo tin để ông bà được rõ trung úy bảo trung con trai độc nhất của ông bà và cũng là người con anh dũng của nước pháp đã bị việt minh bắt cóc cùng với trung tá michel trong khi thừa hành nhiệm vụ Bộ chỉ huy quân đội Liên hiệp Pháp tại Bắc Việt đang ra sức tìm kiếm và sẵn sàng đề nghị với chính phủ Việt Minh hoàn lại trung ý trong một cuộc trao đổi tù binh nào đó sẽ được tổ chức sau này. Mong ông bà cứ yên lòng, tin tưởng vào sự lưu ý tích cực của Bộ chỉ huy quân đội Viễn Trinh. Chúc ông bà gặp mọi sự may mắn. Hà Nội ngày tháng 5, Giám đốc trưởng công tác tham mưu tại Bắc Việt, Đại tá Ô Bài. Hết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 8 của tiểu thuyết trinh tám phản gián hoa hồng trắng của tác giả Nguyễn Sơn Tùng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một, một đêm thật ngon giấc.